kính chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Và như mọi tối thứ hai, chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị nhiều tiếng cười ở phần kịch, nhiều tiếng cười ở phần trò chơi và nhiều tiếng cười ở những hình phạt của chương trình. Và không thể thiếu cho mỗi số phát sóng là những nghệ sĩ tham gia chương trình. Xin giới thiệu Lê Huỳnh Thủy Ngân. Xin giới thiệu Lâm Vĩ Dạ. Hay vậy lắm. Ủa Lâm Vĩ Dạ mà. Ủa Lâm Vĩ Dạ mà. Lâm Vĩ Dạ mà sao chị Ngọc ra vậy? Vỗ tay cho Lâm Vĩ Dạ. Ủa gì vậy? Ủa. Chúng ta chào đón Trương Thế Vinh. Và bây giờ là Trương Thế Vinh. Ngày hôm nay anh em chúng tôi có một cái outfit rất là thể thao, rất là năng động. Cho nên là ngày hôm nay chắc chắn sẽ có những trò chơi rất là mạnh mẽ. Gì vậy? Đó, tối nay tự nhiên tôi muốn lên sàn quá. Sao khang tiếng quá vậy? Phải hò hét cổ vũ em nó với chỉ chiến thuật cho em nó. À, cái giọng hư luôn. Dạ, yeah, hôm nay mình có lại hát vậy không? Hôm nay chắc thôi, giữ giọng, không nói nhiều đâu. Chúng ta chào đón một người sẽ giúp tiếng luật ngày hôm nay sẽ ổn định về âm thanh dành cho Lan Ngọc. Đó chính là ca sĩ Song Luân. Yeah. Hey, dạ. Ồ, dạ. Hay quá trời. Xin chào mọi người. Đây là lần thứ bao nhiêu mình đến với chương trình? Dạ, lần thứ hai. Lần trước mình đến mình có thắng hay không? Thua sắp mặt. Lần trước cũng ra vậy đó. Xong thua. Thôi khang tiếng quá, ít nói lại. Lần trước kiến thức eo hẹp, bây giờ em đã nâng cấp lên rồi. Wow. Đúng rồi. Tức là mình đã có trao dồi về kỹ năng, về kiến thức, về tất cả mọi thứ. Đúng vậy. Vừa rồi là Song Luân mới ra một bài hát mới được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Thì em đây có thể hát một vài câu được không ạ? Dạ, đó là ca khúc mang tên Đổi Hạnh Phúc Lấy Cô Đơn. Đổi Hạnh Phúc Lấy Cô Đơn. Điều quý giá nhất trên đời là em. Tại anh không giữ hạnh phúc cạnh bên. Mất em rồi chẳng còn gì để mất nữa. Anh ôm trọn tiếc nuối. Cẩn thận cất giấu nỗi buồn về em. Ôi, cuộc tình song phương giờ hóa đơn phương. Trách anh ngu muội từ đánh mất món quà do trời ban. Chú em tưởng là em là đi đâm luôn á. Anh có cây đàn gỗ thu ở trong phòng luôn á. Trong phòng luôn á. Cái đó là ca sĩ thiện. Đúng rồi. Còn ca sĩ lô là khác đi. Ôi dạ. Đâu nè, hát câu coi. Hát câu coi nè. Điều quý giá nhớ. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Khỏi luôn đi. Không sai chữ thôi. Ông trời ông công bằng lắm. Ông không cho ai tất cả hết. Sao cho Luân tất cả? Đâu? Đẹp trai không, mặt này đông. Anh Luân thiếu một thứ. Thiếu một thứ. Anh Luân không có người yêu. Anh Luân không có người yêu. Cái thứ đó mới quan trọng. Ôi hèn chi mà mày đặt nó là đổi hạnh phúc lấy cô đơn. Đó mày nhé. Hạnh phúc đâu mà cô đơn. Ủa mà sao em biết? Đúng rồi. Không, em biết anh Luân anh hay nói. Ngân ơi anh buồn quá. Vậy không ai yêu anh hết trơn. Điều quý giá nhất trên đời là em, là em. Ngọc ơi, em có muốn cover không? Anh sẽ làm một cái bản cover cho em. Đáng quá. Mà sao tự nhiên đi đặt cái bài nhạc gì mà đổi hạnh phúc lấy cô đơn nghe rồi. Có nghĩa là ban đầu mình nghĩ là mình đổi hạnh phúc sẽ đem lại hạnh phúc cho hai người, phù hợp với một cái hạnh phúc mới tốt hơn. Nhưng mà mình không ngờ là khi mà người ta có hạnh phúc rồi mà mình vẫn chưa có hạnh phúc đó thì em thấy em cô đơn nên mới viết cái bài đổi hạnh phúc lấy cô đơn. À anh viết luôn á hả? Dạ đúng rồi. Em với một người anh nữa. Thì thật ra sắp tới đó em cũng có ra một số cái ca khúc mà em cũng tự viết trong cái album sắp tới á. Mọi người nhớ ủng hộ cho em. Chắc là cần tụi em đúng không? Sao thì anh Luân viết cho hai tụi em chị Ngọc một bài được không? Được em.
Anh nói em nghe nè, nhiều khi sự nghiệp mình đang thăng hoa mà một bài hát dành cho sai người thôi là trùng xuống luôn không? Rồi em đi xuống luôn á. Thôi cái này chắc để về hậu trường mình nói sau quá. Giờ anh chưa nghĩ ra kịp anh nên viết cái gì. Ngày hôm nay chúng ta chào đón Song Luân đến với chương trình. Thì chúng ta cũng xin giới thiệu với Song Luân thân mến, cũng đã quá hiểu về cái dàn anh em đây rồi. Dạ. Đúng không? Dễ thương, xinh xắn, nhu mì, cá tính, rồi kinh nghiệm. Thì mình có mong ước về đội nào hay không? Dạ thì như ở trong cánh gà em có nghe nói đó, thì anh Luật hôm nay là sức nó cũng xuống rồi. Dạ, yeah. Tuổi tác thì cũng là hàng top ở trong cái anh em mình. Dạ. Thì em muốn là sẽ ở bên cạnh anh Luật để nâng khăn của túi, hỗ trợ cho anh ấy những cái lúc mà anh ấy không nói được. Còn kiến thức em nghĩ là anh có thừa, em chỉ thiếu kiến thức thôi. Chứ còn hai sắc đẹp này thì sao? Tuy nhiên trong khi hai người người ta đứng qua luôn sẵn luôn rồi. Em, hai người này rất là nổi tiếng. Một người tên là Bất Tài, một người tên là Vô Dụng. Vậy đó, trong khi đứa hai đứa xinh xắn lúc nào cũng mà trong khi giúp anh thắng. Em giúp cái gì? Coi lại chương trình tuần trước đi. Thôi đừng ép em, nó phải chọn. Chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ sau đây để chúng ta chọn ngẫu nhiên đội của mình. Trong những chiếc lều của ban tổ chức chuẩn bị, nó sẽ có những vật dụng để chúng ta thay đổi ngoại hình. Chúng ta sẽ làm đến khi nào có ba người giống nhau thì ba người giống nhau thì chúng ta có đội. Còn nếu không chúng ta làm hoài làm mãi đến khi nào có thì thôi. Ai cũng được miễn đừng có Bất Tài, Vô Dụng. Trời ơi, chúc một hồi về đội của hai em đi. Trời ha. Giá trời cho về đội rồi. Đúng rồi đó. Nói là men sống chết thế nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Sẵn sàng chưa? Đi rồi. Sẵn sàng. 3, 2, 1. Trời ơi. Trời ơi. Thấy chưa? Trời ơi. Đó cũng mong lắm. Cũng mong tụi tôi về đội lắm. Chứ có phải gì. Như vậy là chưa cân bằng chưa, số lượng. Chưa, hết hồn hết chiếc. Hiện tại chỉ có là 2 đen tới 4 trắng lận. Chúng ta làm lại một lần nữa. 3, 2, 1, bắt đầu. Sẵn sàng chưa nào? Được rồi. 1, 2, 3, xuất hiện đi nào. Yeah. Oh yeah. Đen một đội, trắng một đội. Ê, nhưng mà anh thấy có sự trùng hợp gì không? Làm gì? Ba cái đầu ít tóc bạc bên kia, ít tóc bạc bên kia. Ok, okay. Nó anh chị. Nè, anh nói là anh ở chung đội của em, chị Ngọc là anh thua. Anh nhìn hôm nay Song Luân thắng nè. Ok. Anh coi. Ok. Khó lắm, mọi sự lương lẹo cay đắng. Dơ bẩn lương lẹo cay đắng. Dơ bẩn đã thuộc về bên đây rồi. Thì làm sao bên đây thắng được. Trời ơi, đi làm không coi ngày. Nghĩ làm sao. Tụi em có ý chí. Tả Bất Tài, hữu là Vô Dụng. Mời đặt tên cho đội của mình. Mình Bất Tài, Vô Dụng thôi. Trời ơi, cái tên. Không được, kinh nghiệm của em là đặt tên sao nó giận vô người. Sang lên phải không? Đúng, phải sang trọng lên, phải kêu trước lên. Tuần trước là Lan Ngọc đặt tên nhóm tôi là Vũng Buồn đó. Vũng Buồn. Là đi luôn đấy. Tôi xin đặt tên bên nhóm tôi. Gừng càng già càng cay. Bên đây là thôi cho anh luôn. Ngựa non hấu đá. Thôi bỏ đi. Thôi cũng được, ngựa non hấu đá. Đội ngựa non hấu đá và đội gừng càng già càng cay. Bây giờ là trò chơi đầu tiên. Xin vỗ tay nồng nhiệt. Thân mến, đây là trò chơi đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, chương trình 7 Nụ Cười. Đây là trò chơi từ ngàn xưa, từ tuổi thơ chúng ta đã chơi rồi, đập tường, xong nhích từng bước. Nhiệm vụ của chúng ta là 6 người cùng một lúc chui dưới cái lưới này, vượt thảm gai, đi thấp,
bò hay là lết gì ở dưới này, vượt hồ bơi có nước đá và đụng vào MC, hai vị thấy là đi lại từ đầu, người đụng đầu tiên là người chiến thắng ở lượt đó. Chúng ta sẽ chơi 3 lượt, sau 3 lượt đó người nào đập được vào MC thuộc đội nào nhiều hơn, đội đó thắng. Ủa anh Giang ơi, đập thì có rồi xong anh dí tụi em chạy á hả? Hay là đập thôi là được rồi? Đập là về đích á. Là anh là MC anh sẽ đập đúng không anh? Tụi em đập trúng người anh là thắng đúng không? Đúng rồi, xin mời. Nhóm gì đâu mà phải nói 3-4 lần mới hiểu không trời. Đúng là cái nhóm bất tài vô dụng. Okay. Ok. Bạn sao chơi mà chưa gì mà đứng kế bên rồi, kiểu này làm sao tôi chơi được bạn? Ui hết luôn á. Em có làm gì thất lễ xin chị bỏ qua. Không sao, không sao. Rồi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi chuẩn bị. Ủa trời ơi khoan. 3, 2, 1 Vô. Ai vậy? Cái tay ai vậy? Cái tay ai mà dễ thương vậy? Bắt đầu. 3, 2, 1 Ủa? Cái gì mà lượt làm gì? Đau quá. À lượt làm gì lượt? Đau quá. Đếm lên ơi, đếm lên ơi, đếm lên ơi, đau quá. Đau quá anh Giang ơi. Bắt đầu. Đụng đầu tiên chưa đụng nha bé. Chưa, ơi chưa. Sao tát nước vô quần tôi vậy? Trơn quá, trơn quá. Rồi cố lên dính. Lượt đầu tiên làm như vậy thì thắng. Dạ lại 3, 2, 1 bắt đầu. 3, 2, 1 Ngân Ngọc Vinh. Đi về biết từ đâu cơ mà. Đúng rồi, kệ đi sao đâu. Bắt đầu. 3, 2, 1 Trời ơi. Vinh Ngọc à. Đó. Trời ơi. Anh làm gì vậy? Làm rồi. Chui ở dưới chơi. Sai rồi anh, không chui qua lưới. Lớn ơi lẹ nha anh. Ủa Ngân, em phải chui xuống lưới chứ. Ngân đi lại từ đâu? Bất tài vô dụng. Bắt đầu. Da cào rách cổ rồi ngã không? Đâu có đâu. Rồi, anh Ngọc là... với lượt. Đi bà dạ bá lẹ quá à. Nhỏ này. Bà dạ bá lẹ lắm. Nhỏ này nó ám tôi nè. Chuẩn bị, bắt đầu. Đấy. 3, 2, 1 Lưng Ngọc. Ngân làm gì cơ? Anh giữ cho Ngân ơi, em cứ chạy thôi. Anh hết thích. Anh hết thích. 3, 2, 1 bắt đầu. 1, 2, 3. Anh Vinh, anh Vinh sao chưa chui qua lòng mà. Đúng rồi, anh Vinh chưa qua lòng. Anh Vinh bị. Trời ơi, anh Vinh muốn bay đi đâu là anh Vinh bay. Anh Vinh chưa qua lưới. Vinh đi lại từ đầu. Bắt đầu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ủa anh chơi gì hả? Ủa anh đứng anh vừa anh rõ ràng còn phóng tới nữa. Lại. Em quên anh chậu kia. Trời trời, tôi nhìn bả gì mà phải phóng tới luôn. Trời đất ơi. Bắt đầu. Đi nha em giữ chị dạ đây. 3, 2, 1 Đây đây. Chị dạ đây. 3, 2, 1 Đây đây. Anh luật ơi, anh luật ơi. Kìa anh không luật. Anh luật. Tiến luật xong đó. Ủa em đâu có bị gì đâu. Anh quay lại lưng cùng không? Bắt đầu. 3, 2, 1 Lẹ đi chứ.
lật lưng. Ba, bắt đầu. 3, 2, 1. Liệt đó. Dạ. Vinh. Ủa, bậy rồi đó, em là bậy rồi đó. Dạ Vinh. Chuẩn bị, bắt đầu. 3, 2, 1. À, cái này giỏi nè, cái này tốt nè. Dạ. Bắt đầu. 3, 2, 1. Lưng. Lưng quậy. Anh có ngoài trước chứ sao đéo vậy? Không. Anh có ở trên thì ngoài đó. 1, 2, 3. Ủa sao anh nói anh nghe? 1, 2, 3. Vinh Ngọc đi lại từ đầu. Không phải, nhưng mà em đã lọt qua đó anh Vinh. Anh Vinh anh xong trên lưới là anh bắt em sao được em... Thôi đi lại từ đầu đi. Chị. 3, 2, 1. 1. 3, 2, 1. Ngân. Anh một trong một hộp lâu em cũng dậy dậy dậy. Trong tay Ngân nó đạp vô mặt tôi. Nó đạp vô mặt tôi luôn á. Sai vậy? Chưa nói sai vậy? 3, 2, 1. Tôi chui trên lưới với tôi. 1, 2, 3. Ngọc, Ngân lại từ đầu. 3, 2, 1. Để đi luôn. 1, 2, 3. Ghê. Lệ Luân ơi, bay qua đầu chị dạ luôn. Luật không chơi hả? 3, 2, 1. Mình thắng rồi, khỏi. Trời sao? Nói chuyện bình thường. Lưng đi lại từ đầu. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 2, 3. Hay quá. Như vậy là Lâm Vĩ Dạ thắng 2 lượt liên tiếp. Rồi Lâm Vĩ Dạ đã lội gừng càng già càng cay. Thắng ở trò chơi đầu tiên, xin chúc mừng. Đây là gà chiến của mình rồi. Ủa, bà Lan Ngọc với bà Tiếu Ngân chơi gì vậy? Vậy không qua được chỗ này. Không phải, tụi em mới chui qua nhưng mà mấy ảnh bắt tụi em vậy mà. Không phải bắt, ngoại công nhận là bất tài và vô dụng rất là mạnh. Như vậy là lượt đầu tiên đội gừng càng dài càng cay đã chiến thắng đội đúng như cái tên ngựa non háo đá. Bây giờ là phần chơi tiếp theo, xin mời. Chơi tiếp theo của bảy nụ cười. Quá quen thuộc, trả lời những câu hỏi quả tôi xì, ai được quyền trả lời trước, đơn giản vậy thôi. Chúng ta có 3 trận đấu, hãy chọn người mà mình ghét nhất. Em đấu đầu tiên cùng với anh Trương Thế Vinh. Anh đã sẵn sàng rồi em. Mời. Rồi, về chỗ. Ủa, nhưng mà chơi cái liệt kê hay gì vậy? Liệt kê. 1, 2, 3. Trời ơi, thắng là thắng giải trước rồi đó. Thắng được. Ngốc nghếch. Ngờ nghếch. Thắng được liệt kê trước. Anh Giang. Anh Giang. Xin anh. Xin anh. Đừng địa lý. Đừng đời sống gia đình. Đừng bài nhạc. Vậy thôi, đừng thi. Còn lại cái gì cũng được. Động rồi. Thực vật đi. Động thực vật hả? Dạ. Địa lý bạn ơi. Kể tên các loài cá có vảy. Cá chép. Cá trầu. Cá bông mú. Đúng. Cá thu. Thu có vảy nhỏ mà. Có vảy. Con cá trích. Nhiều vảy. Cá giết.
cá giết quá trời vậy. Cá giết là cái gì vậy? Anh biết cá giết là cá bóng. Bóng. Cá bóng. Bả trầu. Bả bả trầu. Cá đồ. Cá nục. Cá đục có chứ anh, cá đục có anh có bảy, có bảy có bảy nhưng mà ít hơi ít được nhỏ đuôi gì? Ở phần đuôi có thôi. Cá nục phần đuôi nó có bảy nhỏ vậy. Cá đục cá đục được quá trời dễ luôn. Cá mối nhiều dễ luôn, mới ăn. 5 4 con cá sa ba ấy không? Ừ, đúng, không phải con cá hồi cá coi cá rô có luôn. Đúng rồi, mấy con cá sông, cá đồng nữa. Cá bảy màu có bảy có vậy á nha, vậy á vậy chứ không phải là cái vây đâu nha. Cá ba đuôi có, cá sim là cái ly thi á hả? Cá đá mà cá không, hai con cá đá nhau á, cá sim cái ly thi đúng không? Còn có vậy không? Bảy có 5. Ê Thúy Ngân nhắc kìa. Cá sấu Thúy Ngân mới nhắc kìa. Không có nhắc cá sấu. Cá sấu không có vậy, cái sấu gọi là da đúng. Vô vậy. Ai nhắc cá sông có đồng rồi đó. Cá lóc có lắm. Cá lóc có chồng có. Có cá trê mới không có vậy thôi. Hồi nãy là Vinh nói là cá trầu. Cá trầu là một loại cá nó gần giống như cá lóc ở miền Trung rất là nhiều. Như vậy là hả? Hết rồi. Ai nhắc cá sấu em vậy? Khán giả nhắc cá sấu. Đó là những con cá sấu. Lại là khán giả. Câu đầu tiên là Vinh thắng. Câu tiếp theo. Cái đó là da mà sao mà đi nói vẫy được hay thiệt. Quả sushi. 1, 2, 3 thắng làm gì? Ai thắng? Em thắng. Dòng này em sẽ thắng. Kể tên các loại trái cây khi ăn phải bỏ vỏ. Trời, cái hồng. Cái hồng mất mới gì bỏ? Đó, cho một cơ hội. Phải bỏ vỏ. Mít. Sầu riêng. Không, sầu riêng. Trời, trái mây mới ăn qua. Đúng rồi. Cái dừa. Đúng rồi, trái dừa phải bỏ chứ. Trái bần bần. Đúng rồi. Trái 5 4 Sambuche. 5. Ủa, Sambuche. Đúng rồi. 4 3 nhắc. Trái bưởi. Bưởi. Ê, trái bưởi, vỏ bưởi ăn chè được mà. Không có được, hồi nãy em nói rồi, không có được. Trái chanh. 5 Chanh anh bỏ được mà. Trái chanh chơi, chanh dây. 3 Chanh dây bỏ vỏ. 5 Nhắc luôn. Trái. Ủa, nhắc được không? Nhắc được. Chôm. 5 Ủa, nhắc được hả? Chôm. 3 À, em biết rồi. Nhắc được kìa. Trái cốc. Trái cốc ăn bỏ mà. Em còn biết một trái nữa. Trái gì? Cái nhãn, cái vải. Đúng rồi. Thanh long, đúng. Thanh long, nhiều lắm ha. Quả tôi xì. Xâm. 1, 2 Thắng làm gì? Để rồi nơi anh ra đi. Cái này không nói nha, riêng câu này không nói nha. Liệt kê các tiếng kêu của các loài động vật. Ép. Con nào kêu ép? Heo ép. Nó bị cắt tiết. Nó kêu ủn ỉn. Con nào kêu ủn ỉn? Tức là vậy nè, tức là Ngọc đang gọi là đang tường thuật lại chứ không có tạo ra tiếng kêu. Phải là ép. Em kêu ép. Là không được. Thì phải làm y chang á. Mèo mèo. Rú. Giống ha. Chíp. À, gà con. Gà trống. Ốc. Nói gì nữa? Tát. Con gì á? Gà mái. Ốc. 3 tiếng sau mới tát. Bò. Còn hả? Sư tử. Sư tử. Không nha, sao làm sao mà phải để người ta đoán được nha. Đúng rồi. Nhưng vậy sư tử kêu sao? Nó phải mạnh mẽ hơn. Không thấy mạnh mẽ. Bò. Không được. Có ra cái dáng là được rồi. Bò. Y như con bò. Chuột. Bò.
4 5 4 3 2 Cặp 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 3 5 4 Ngân nhắc thật ngân nhắc 3 2 chó sói á. Ủa mày mà con chó sói đâu đúng trên đó. Sai rồi, chó sói là gì nè? Vô. Chó sói mà. Tại vì á. Nghe không? Con khỉ nữa. Không có con chó sói mà. Nó đứng ở trên vậy nè. Thật ra là nó mình là làm đó, nó phải được 87-80 chứ mình làm nó không ra được 50 thì đâu được. Hồi nãy em là hú hú hú. Nãy em đâu làm gì đâu. Trời nè em mà hú. Câu tiếp theo. Ủa. Chấp nhận cho em con chó sói đi chứ. À, con thắng rồi anh. Ủa thắng rồi hả? Ừ. Anh lượt sao? Đầu tiên Chu Thế Bình chiến thắng. Chúc mừng. Còn một con nè. Con nữa anh. Anh hỏi em mấy câu giống vậy luôn nha anh Giang. Ok. Thằng Lâm kêu sao? Cái con khỉ đó đang đọc hả? 12 con giáp Tý Sửu Dần Mẹo Thìn. Thìn. Con thìn kêu sao? Con thìn kêu sao? Tiếng lực vô. Rắn nó nè. What? Rắn nào mà kêu vậy Ngọc? Đúng rồi. Rắn nó nè luôn. Bà điên quá bà ơi. Đó. Đúng rồi. Chứ nói nào kêu. Mặt luôn mất cười. Con vợ nghe sao lực? Tiền đâu? Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. 1, 2, 3. Thắng được quyền liệt kê trước. Kể tên các loại đậu ăn được. Đậu xanh. Đậu nành. Ủa, đậu đỏ. Cái này thì anh Lực chết rồi. Chết chứ ngon rồi. Đậu trắng. Đậu đen. Đậu ngự. 5 Đậu ngự. 4 Ông. 3 Ông. 2 Đậu phộng. Không nhắc nhỉ. Mời nhắc không? Em xông lưng lên. Em đang làm. Né ra. Em à. Ngân né ra. Mời xông lưng vô đây. Không phỏng. Mà áo mưa. Phộng. Thôi khoan em trả lời lại. Phộng. Đâu đâu đổi từ khác kìa. Ngồi xuống. Vô. Rồi đi ra. Ủa? Chứ không có chơi hả? Ngọc nhắc liên tục. Lượt vừa rồi tiến lượt thắng. Oh yeah. Hai thắng. Bên đó thắng. Hay quá. Không sao Ngân. Kể tên các tỉnh. Kể tên các tỉnh. Đừng anh cho em đừng. Đúng rồi anh Giang, chơi đi anh. Địa lý, đừng có địa lý. Cái gì vui thôi. Qua. Trời ơi. Thôi kẹt đâu, thử làm giống như Ngọc coi. Anh Giang. Anh Giang. Trời. Chưa anh xúi chi không biết nữa. Anh cho anh thua luôn bây giờ. Kể tên các nghệ sĩ. Ok không? Dạ ok. Chết anh Luật rồi. Bên nước áo. Nói giỡn thôi. Kể tên các nghệ sĩ mà trong tên có tên của một quốc gia. 5 4 3 Xuân Tiền. 2 Ủa quốc gia hả? 1 Luật phải có. 5 4 3 2 Anh Quốc. Anh Quốc là nghệ sĩ nào? Quốc Anh chứ Anh Quốc gì? Nguyễn Trần Anh Quốc gì đó. Tôi nhớ mà. Cả hai vô. Không sao, câu này què Ngân ơi. Câu què rồi. Câu này què nhưng mà vẫn bị phạt. Ca sĩ Mỹ Lệ, Đức Phúc nè, Tăng Phúc. Nè. Tăng Phúc là gì? Không phải lộn. Trời ơi, tôi nhớ Quốc Anh, Anh Quốc mà có mà ta. À quên lộn, Anh Hữu Quốc. À quên lộn, Anh Hữu Quốc. Quả tư chi. 2 3 Thắng. Em thắng hay quá, em thắng 3 lần luôn á. Kể tên các loại mắm. Mắm chân. Mắm ruốc. Mắm kho. Mắm nêm. Mắm cá linh. Mắm cá sạc. Mắm cá lóc. Mắm cá thù.
5 mắm 4 cá 3 cá rô cá rô cá rô đồng cá rô với cá tre người ta là hay làm mắm bò hóc nha chưa. Dạ là rồi sai rồi anh sai rồi đúng rồi chứ không có mắm cá rô riêng đúng rồi, rồi. Thì mắm bò hóc nha thôi kệ qua cái đi ngân mắm bò hóc mắm bò hóc có mắm cá rô mắm bò hóc ủa lấy luôn hả. Mắm cánh đục có không đó mắm cánh đục nhanh nhiều lắm ngân 5 4 mới ăn đó mắm cá chép mắm cá chép mắm cá chép rồi mắm cá chép mắm chém chép không không mắm vô mắm tép 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 ông nghe mình nói chuyện chết chép hết giờ rồi mắm tép như vậy là ở lượt này Thúy Ngân thắng thì như cái lượt này là coi như hề rồi xin cảm ơn nữa sao cứ tới em lại áp lực vậy. Ở lượt này là bắt buộc phải thắng thì mình mới hề ở trò chơi này còn đúng rồi về là coi như mình thua nha. Chắc chắn nha quán tôi gì 1 2 3 thắng cái bên mình thắng cần lúc cần thắng thì không thắng không sao không sao kể tên lại các vật dụng trong toilet à, cái đồ chùi toilet cái đồ chùi vô cái lỗ toilet á sử dụng lắm nhớ nhắc là nhớ liền nước tẩy bồn cầu nước tẩy bồn cầu à, xà bông rửa tay đúng rồi giấy vệ sinh bàn chải răng bàn chải răng bàn chải trà sàn khăn khăn năm, khăn. Năm. Dép bốn năm. Thảm năm bốn. Xà bông dạ cà râu xà bông nãy rồi mà xà bông rồi em xà bông rồi là nước rửa tay dao cà râu dao cà râu năm dầu gội dầu gội sữa tắm sữa tắm dầu xả máy rửa mặt đúng em rồi. Có thì anh nói gì đâu dạ năm muối tắm năm sữa rửa mặt bông tắm bông tắm bông tẩy trang bông tẩy trang nước tẩy trang năm bốn ba em anh đăng em anh đăng đâu quay hình lại không có đâu có chị Ngọc nhắc là miếng dán trắng răng bây giờ cái gì cũng phải có bằng chứng xin hỏi camera là camera cận đây có không ạ? Có. Tại sao không camera cứ cay hoài vậy? Ra mình. Rồi như vậy là ở lượt này Song Luân được nhắc bởi Lan Ngọc nên đội mình bị thua ở câu hỏi đầu tiên. Thấy chưa? Anh nói em đúng không? Bất tài vô dụng. Phá đồng đội. Rồi. Chưa đâu, tôi ngồi tôi canh nữa. Bé này ngứa miệng dữ lắm. Ủa giờ là không được quay qua đây luôn phải không? Đội lực cánh sinh nè. 1, 2, vô. Đã dày rồi còn bông ra dày chi nữa. Liệt kê những nơi mà khi đến đó bạn có thể mua được đồ ăn. Siêu thị. Chợ. 5, 4, 3, 2. Tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa. 5, 4, 3, 2. Hết. Hết. Trời ơi. Quán hở. Không thấy gì nè, khu vui chơi. Quán nào cũng vô mua được bà dạ. Nhà hàng, khách sạn. Nói nhà hàng, quán ăn. Quán 10 khó. Quán 10 khó. Như vậy là lượt này Luân thắng đang huề nhau. Nếu bây giờ Luân thắng nữa thì đợi mình huề chung cùng trong cái trò chơi này. Còn mình thua là coi như mình thua ở cái lượt này. Cố gắng lên. Quán sushi. 1, 2, 3. Nãy giờ thì chưa ra cái này. Ra mà cũng ra sao thiệt. Ra sao mà cũng thắng. Câu này nè. Câu này nè. Là biết đi học hay không nè. Kể tên các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Đại học Văn Lang. Đại học Hoa Sen. Đại học Mở. Đại học Kinh tế. Đại học Y Dược. Công nghệ thông tin. Đại học 4. Đại học 2 1. Trời ơi chưa. Vô. Xã hội nhân văn trường sân khấu điện ảnh. Ngoại ngữ. Rối quá không kịp ra đâu. Không bàn hưu tách y dược. Nói chung là ở cái lượt chơi này già thắng. Và tới thời điểm này đội mình đang thắng với tỷ số là 2-0. Ngựa non háo đá. Ngựa non háo đá. Ông này đặt nè. Ngựa non háo đá đã thua liên tục. Chúng ta còn một trò chơi nữa. Hy vọng mình kiếm một chút danh dự. Không cần tụi em làm gì còn nữa. Bây giờ kiếm danh dự thường là mình thua luôn cho nó có điểm nhấn. Chưa đúng bao vậy. Giờ ai tới đây khách mời nào tới đây mà đúng thua vậy. Trắng như vậy. Đúng quý vị thân mến, ngay bây giờ là vòng chơi cuối cùng.
quay trở lại với bảy nô cơi. Trò chơi sau đây. Ghê vậy. Thân tàn ma dại. Thân tàn ma dại. Sinh ly tử biệt. Ghê. Thôi. Nghe ghê quá. Không cần nói luật chơi. Không cần nói luật chơi. Thôi bà ông anh, lên tăng xong bây giờ. Rồi nói luật luôn nè. Hai người ngồi đối diện sẽ dùng tay, tay qua trái thì mặt qua phải, tay qua phải thì mặt qua trái. Mỗi lần đội mình đưa tay qua trái mà mình đưa qua phải, phải sau với mình nha, là đúng. Còn cùng chiêu là coi như bên kia thua. Thì lập tức bên mình, người đồng đội sẽ đập thẳng vô mặt bên kia. Chết rồi. Thì bên kia đập em á. Mình lập tức lấy cái khiên này chống đỡ. Được hay không là nhờ ở anh á, anh hiểu không? Hiểu chưa? Tay lên chứ không lẽ ban đầu. Đúng không? Đúng không? Ví dụ, ví dụ. Ví dụ. 1 2 3 tôi né không kịp luôn á. Nó vô chưa gì đặt cái tay nè, tay xuống lên đúng không, mới một tay rồi chẳng còn có một tay một à. Trời, cái mỏ vô cái mỏ thì dạ luôn, ngay cái mặt tôi luôn á lực. Cái tao bị vợ bị mới tay rồi là hai vậy thôi. Mọi người đều có mà, mọi người đều có chơi mà, nãy giờ là nháp thôi. Nháp nháp mà cái mặt tôi bảy nhầy rồi. Vô ngồi đi, anh thấy chị dạ mặt cọc quá. Trời ơi, chị dạ mặt cọc, anh đánh ba thì giờ. Rồi, vô. Anh tôi xì đi, ba lần nhé. Ai ba lần đi đầu tiên? Để em quýnh anh được chết thì thôi. Hai, con gà này. Ông dễ liệu lắm, đếm từ từ thôi, xong rồi cái cuối dứt cẩm này. Nha. Rồi. Em cứ lo đập nha. Một. Trời ơi, đếm đếm nè. Ba. Bé Ngân ngồi xuống đi, em không được đứng lên. Rồi, một không. Bây giờ vậy, mình chơi lớn, mình đưa mặt về luôn. Thua là bị gõ luôn. Ok chưa, còn không là đỡ được luôn. Chứ còn ngồi vậy là nhưng em mà anh dạ biết không, thấy. Anh ngồi vậy là chị dạ phan cái này vô mặt anh. Anh chịu, anh chịu. Ok. Nhưng mà anh ngồi vậy nha, anh lỡ em phan. Được, tiếp theo. Vô. Một. Hai. Ba. 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 Dạ đập, dạ đập, dạ. Đúng rồi. 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 Rồi, đang hoè. Đang hoè. Một. Cô thấy vậy nè, đi cùng với cô chơi. Đầu thứ hai đúng này nè, nó sẽ nhanh hơn á. Hai này làm toàn động tác chậm quá. Một, hai. Nhanh luôn. Ba. Ba. Cô đây. Bố cô đây. Em quất này. Ở cơ. Bây giờ cái này phải chơi 1, 2, 3. 1, 2, 3 nó mới hấp dẫn. Đúng rồi, lôi cho là 1, 2, 3 liền nè. Cái cuối đi, cái cuối đi. Cái cuối 1, 2, 3 thì tôi 3 cái rồi. Xong rồi chú tới tôi làm chú. Ai thắng rồi, ai thắng rồi. Tôi thắng. 1, 2, 3. Đó, quýnh kia, quýnh kia, quýnh kia. Quýnh kia, quýnh kia, quýnh kia. Em bị nhìn theo người ta mà. Đúng là sai rồi. Em nhìn theo cùng hướng. Em nhìn theo người ta là em thua mà. À, em thua là em đập chỉ. Là dạ đập là đúng rồi, tự nhiên nguyên đám mấy rồi, mấy rồi, mấy rồi. Chứ rồi em bị ngáo luôn ấy. Ấy chứ rồi em bị ngáo luôn. Em tự nhiên thắng là nguyên đám quýnh tôi hội đồng vậy. xin lỗi em liệu. Nè anh làm cho em thấy nè. Ok. Bỏ cái nào bị quăng bên đi. Này quýnh anh bao giờ mới đau? Quýnh anh bao giờ mới đau? Ôi là trời. 1, 2, 3. Đúng rồi. Đúng rồi. 3, 2. 1, 2, 3. Đánh lượt đúng rồi. Ba đều. Ba đều thôi, có gì đâu. Thôi đâu, có gì thôi, dẹp cái này luôn đi. Chơi lại chứ. Quất luôn thôi, khỏi đợi. Em mới liệu cái dung á. Để em. Để anh. Để anh cho. Đánh anh nhìn chết luôn cho em nha. Nhìn chết liền. Anh em chơi nhanh nha. Đúng rồi. Ủa, không cần đồ đỡ luôn hả? Không, đỡ. 1, 2, 3.
đập bên lưng. Ủa cái đồ đỏ đâu? Đập bên lưng, đập bên lưng. Một hai ba. Một hai ba. Trời ơi, chậm quá. 2-1, 2-1, 1-2-3. Đập bên kia, đập bên kia. 1-2-3. Đập bên kia. 1-2-3. Quê, quê. Ông có quê. Ông thắng ăn, đang ăn bé. Em thắng mà. Rồi, 3-2 lượt này, Ngọc thắng. Em chết vô đây ngồi. Mình đỡ cho ai luôn. Hỏi đỡ đi, thôi chị ơi. Cái người giành khiên là tôi hoặc là Tuân. Đúng rồi. Ok, đứng ra đi. Đây, quýnh người nào quýnh người đó nha. Hiểu quá. 1-2-3. Ngân bắn chữ 2-3. Ơi, em không có quýnh chị nha. Chưa có quýnh tỷ, không né là vô đầu chị rồi. Em mới tới đây thôi à. Mình không biết ai thắng cái thua luôn hả? Không, tỷ rồi, bên này đổi ngược lại. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. Đúng rồi. Sao anh không chụp cái này đỡ tôi? Chưa mà. Tôi sợ tôi chưa chụp mạch quýnh như nào. Ai vô được. Ok, anh đỡ cho em luôn, anh đỡ cho em. Anh đỡ cho em được chưa? 1, 2, 3. Bây giờ lại nè, em làm tập được thôi nè. 2-1 rồi phải không? Đúng. Dạ em thắng rồi, 2-0 rồi. Em chỉ lại á. Từ, giờ nếu mà cùng chiều là mình thua phải không? 1-2-3. Thì cái hai cái gì đó. Anh đánh hù, anh đánh lại. Anh đánh một cái thôi chứ. Ê, ông Vinh để đây khó. 1-2-3. Chém mà. Còn chết cái đầu lên. Anh để cái đâu em không có đánh chung được cái vậy. 1-2-3. 2-3. Cái nhỏ này nó quay lâu quá à. Em chậm quá. Em để xong rồi 5 phút sau nó mới quay qua mà. Chơi lại. Nhỏ gian quá. Chơi lại. 1-2-3. Trời ơi. Sao không né đi, nhưng mà chỉ chạy rồi. Vậy là ở lượt chơi cặp này là Ngân thắng. Chung cuộc tới thời điểm này á là 2-1. Yeah. Ê, còn khả năng nữa không? Hết rồi. Bây giờ có cái này được, nó khó, nó phức tạp quá. Thiệt á. Đây, bây giờ vậy. Ai thách đấu vậy? Lật á. Lan Ngọc vô đây. Ai thách đấu vậy? Vô đây, Lan Ngọc vô đây. Em vô. Chủ trương rồi. À, bạn chủ trương hả? Ai trả lời trước thì quánh người kia. Okay. Đúng nha, đúng mới được quánh chứ. Đúng mới được quánh. Mình trả lời trước mà mình sai lập tức bị quánh. Còn mình trả lời mà đúng là mình được quánh. Được nhắc không? Không. 8x7. 8x7 là 6. 63. Anh nghĩ lâu quá rồi em à. Bây giờ thời bây buổi giờ người ta tính bằng máy tính không? 7x6. 7 cái gì? 363. Bốn mươi hai là tôi nói, còn 7x6 là 363 luôn. Thôi anh đã trả lại hai cái đúng rồi, một cái trả lại một cái lời đúng không ạ? Ngân hàng của tôi lời nhiều dữ lắm. Một cái trả lại với một cái 42 rồi, bên này mới đúng. 9x8. Tám phút. Đúng rồi, 9x8 72. Không, nó nghe cái hả? Em chưa đánh ảnh, nói nè. Đã chưa đánh ảnh mà. Không có nghe kịp em nói gì. Đánh ảnh. Nó chưa nói gì. Quýnh làm sao mà tôi nói rồi. Cũng chưa kịp nói nữa. Tập trung. 7x5. 12. 12. Người ta trước. Người ta trước. Không bằng nhau, em nói 12 là em xuống liền. Người ta nói trước. Người ta nói 12. Anh ơi, chưa bằng nhau. Đừng có. Tại vì anh không chịu đánh thì anh ơi cũng thôi. Anh xin làm chứng cho em. Lượt trả lời trước, còn em là em cứ quánh nằm nữa. Em cứ tính sao. Em nói là 12 là xuống cái đầu anh rồi. 12 rồi. Nè, đây nè, tôi vậy nè. 12. 12. Cái này nè.
không, cái này là không, cái này là diễn lại, diễn lại. Bây giờ là tao tới người khác. Em búng ra nó gì quá trời rồi. Một lần cuối thôi, một lần cuối thôi. Cái cuối không? Đúng rồi. Em móc gì bà? Em móc gì bà? Em móc gì bà? Em móc gì bà? Giờ tới ai? Giờ tới Ngân. Ngân với ai? Ngân dạ đi. Từ từ, nương, nương tay với em với chị dạ. Nương cái gì mà nương, để sát cái mặt vô vậy nè. Rồi, sẵn sàng chưa? Đứng gà dễ vô. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bảy nụ cười thương hôm nay mùa thứ mấy? Quay, quay. Em mới có mùa thú là nó quất em rồi. Trời ơi, trời ơi. Hai bà luôn. Hai bà luôn. Ai bà là đều ăn gian hết, người ta là trả lời. Trả lời trước, đánh câu. Hai bà đánh, trả lời. Tập trung nha, tập trung nha. Đồng xoài thuộc tỉnh nào? Đồng Nai. Ủa, sao gì quánh em chưa? Đều ăn gian rõ ràng, em phải trả lời trước, quánh chưa? Mà em còn sai nữa. Ơi, ơi, sai rồi, đúng có được sai em nha. Bình Phước. Vương xoài. Ủa, em trả lời sai, em muốn người ta phải trả lại cái đã. Ơi, chúng có dài thôi, chúng có dài thôi. Ủa anh, mình nó nghe anh sai á, em quýnh anh kêu bản cuốn chương thôi, tiền canh đồng xoài là sao? Thôi, anh là sao? Anh vừa rồi. Nhiều con đố khác nhau, mỗi cặp một loại. Không, mỗi cặp một loại. Tới anh luôn. Tới em. Không, rồi giờ tụi em lại một cái nữa. Không, tụi không chơi bản cuốn chương. Không chơi, không chơi nữa. Ra cho Luân chơi. Luân với Vinh phải đối gì cao siêu đúng không? Thôi, đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 72 chia 2. 72 chia 2. 36. 36. 36. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. 5 đến 9. Trời ơi. 40. Ở đây chị trả lời 40. Lớp. Giúp tôi. Lớp. Lớp. 45. Giúp tôi. Em 45 rồi. 45 rồi. 40, 5 lần 9, 40. Nhiều lĩnh vực anh. Nhiều lĩnh vực đúng không? Đúng rồi, xáo trộn lên. Địa lý. Khó quá. Địa lý. Mọi người thử đi, cái tùm lum la đi. Bốn mùa xuân hạ thu và... Đâu? Đâu? Quề nhau đúng không? Căng thẳng thiệt. Ai cũng bị đánh hết á. Có trả lời hay không cũng bị đánh. Mỹ Tho thuộc tỉnh. Tuyệt vời. Ôi, bên này trước, bên này trước, bên này trước. Ghê vậy. Không, em cũng đúng, em cũng sớt khớp luôn mà. Đúng chưa? Khớp. Đúng rồi, khớp. Nhưng mà chậm hơn người ta. Sao hai người này quýnh nhau hoài. Biển số 60 thuộc tỉnh nào? Đồng Nai. Nai. Đồng Nai. Nai. Đồng Nai. Nai. Ok. Anh chậm hơn. Đến giờ, đến giờ. Đúng đâu. Ba đứa Đồng Dương. Lao. 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 Việt Nam, Campuchia. Tự nhiên có Malaysia trong vậy. Anh đỡ nữa. Em quýnh chúng em hồi nãy sướt sướt. Anh vậy? 9 nhân 3. 9 nhân 3. 27. 27. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Tôi với em đã dằn sáo ngoài. Trời ơi. Đúng rồi. Anh một cộng gái hốt nè, bởi vì hỏi người ta. Căng thẳng quá vậy. Cháu một cái nữa à. Dựa vào câu trả lời của tụi em là quất nhau luôn hả? Tới tắm ngoài đây tự trả lời. Bây giờ là không. Đúng rồi. Anh phải chọn luôn. Không có, bây giờ mình. Bắt anh Vinh rồi nha. Ngọc bắt Vinh rồi đó. Ủa chị bộ mình chưa chứ. Vậy. Đâu mình ngoài. Vậy thì tôi bắt Luân. Em bắt anh Luân. Rồi đứng vô phía đi. Đứng vô phía đi. Tôi bắt anh Vinh. Rồi vô. Rồi. Chuẩn bị. Thua để... là phải chung đàng hoàng. Đúng, ngồi xuống đây nha. Để chạy. Ngân ngồi xuống. Không chạy. Lái Thiêu tỉnh nào? Hậu Giang. Hậu Giang. Hậu Giang. Hậu Giang. Ủa tự nhiên tao bị hai cái vậy? Hai anh. Lại sai mà hậu sai, sai 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 đền cái nữa, đền cái nữa. Lại Thiêu đâu, Lại Thiêu đâu, Lại Thiêu, Lại Thiêu thuộc Bình Dương. Bình Dương, Bình Dương nha mọi người. Lại Thiêu được Bạc Liêu, được Bạc Liêu. Gia Nghĩa thuộc tỉnh nào? Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông. Yeah. Đắk Nông. Hey. Đừng đừng chơi địa lý nữa được đâu. Đừng đội mà. Chuẩn bị. Ngồi xuống. Bạn đừng chơi địa lý cầu nghiệp tôi này. Bây giờ em mới đợi này luôn. Bác anh Vinh luôn không? Vậy là con mình anh bắt sùm lum rồi đó. Vậy là con mình anh bắt sùm lum rồi đó. Trời ơi. Em thấy đội em chưa? Là sao, là sao? Là ba đứa em bắt Trương Thế Vinh. Rồi, rồi, rồi. Xong lưng. Được, tôi chơi.
ha, mỗi đứa một cây, quỳ xuống. Anh quỳ xuống. Trời đó. Đồng Nai có mấy thành phố? Bốn thành phố. Hai thành phố. Bốn thành phố. Hai thành phố. Hai thành phố. Rồi. Hai thành phố. Đập rồi đó. Ê, Luân đúng nha. Đồng Nai có hai thành phố. Hai thành phố. Em chưa đập anh luôn. Em chưa đập luôn. Bỏ rồi hả? Bỏ rồi hả? Quýnh mà không kịp nói luôn á. Đồng Nai có hai thành phố là thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh. Đúng vậy. Huyện Cẩm Đường thuộc tỉnh nào? Đồng Nai. Đồng Nai. Đồng Nai. Đồng Nai. Thuộc Đồng Nai. Đúng rồi. Có đúng không? Có đúng không? Đúng rồi. Hai bé này quýnh anh Luật. Em không đúng nha. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Em bị liệu anh Luật ơi. Quỳ xuống. Em bị liệu. Em bị liệu. Quýnh chị Tại nhất. Anh Giang kêu là đau quá. Anh Giang chưa? À, biết. Được có phe nào? Tôi bác Sông Lưng nữa. Anh, tên em. Ngã ba Vũng Tàu thuộc tỉnh nào? Đồng Nai. Trời ơi, thôi, thôi. Không có được làm như vậy mà. Bây giờ anh đã thấy chưa? Lâu rồi. Anh còn thấy cây này đúng không? Thôi cần cần cần. Ui bác trọng tài. Ui bác trọng tài. Ê Lớn. Hồi nãy giờ tôi giúp được rất là nhiều. Là tôi đố tòa Đồng Nai bởi vì Luân là người Đồng Nai. Xong tôi đố bác trọng tài thuộc đỉnh Đồng Nai. Luân nói em biết mà em thích anh Lực bị đánh. Em thích anh Lực bị đánh. Không có không có. Anh đừng có nghĩ em như vậy. Thấy chưa? Ơi, như vậy là vui rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến. Bây giờ trước khi đến. Ủa, bạn, sau khi tôi mới đánh hội đồng, bạn kêu ngưng. Bạn không cho tôi gỡ. Gái không lẽ của anh ta. Ok, được rồi. Hồi nãy có anh Vinh với Sông Lưng nhào vô quýnh vô. Đúng rồi. Ôi mà cười mệt quá rồi. Ôi thằng em tôi. Thưa quý vị, trước khi đến với cái phần hình phạt cuối cùng, chúng ta cùng đến với gia đình cà phê rất ổn để xem hôm nay chuyện gì đã xảy ra. Xin mời. Kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi phần này vết mực nào cập thế không hay. Thôi 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 thì né ra chơi văng hết vô ly anh. Làm kiếp cái... con người. Thôi 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 kiếm bài hát khác hát nghe nó hay hơn đi. Bà gì đâu mà nghe buồn gần chết à. Chợt một chiều trống vô như mây. Nghe mấy bà này sợ quá à. Buồn bán ế ẩm. Trời ơi đổ nè thiệt có mỗi lần vậy cái là không có lau dọn để tôi lau hết à. Mà suốt ngày cả anh hát hoài anh Út ơi. Bữa khi bà khách kia vô bà đã góp ý rồi nói quán xá mở nhạc thì không chịu mở mà cứ hát cái gì đâu không à. Nè Út thử ly ra. Mới nha. Là ơi nãy ông mới ho vô đó. Uống luôn hả? Thôi uống thì lây bệnh luôn nha. À ngon á. À. Đeo khẩu trang đồ vô. Nói chứ quán xá mình không có khách mà anh ho được nha. Mai mốt có khách anh đừng có ho. Ho vậy nguy hiểm lắm. Ho rồi thì bớt hát đi. Ho rồi hát cho cố vô rồi lòi ho ra. Ơi anh ngó nè. Thế mệt dữ ta. Trời ơi. Thôi, thì mua lên thuốc. Đi, lên nghỉ đi. Lên nghỉ ngơi rồi uống thuốc đồ vô. Ủa là anh Thắm đâu đi học chưa về hả? Đi học rồi. Thôi anh lên nghỉ chút em. Mệt quá. Quá. Bán thì ế mà suốt bài giọt.
Cái gì vậy? Trời ơi, ăn nhậu cho cố vô. Xỉn rồi chứ gì nữa. Ủa gì hả? Chắc là ăn nhậu rồi. Vậy là ho là chắc vô uống bia nhiều bỏ đá đúng không? Ông này là chuyên môn, ông nhậu rồi là lúc nào là ông ngủ giấc dậy ông mới xỉn. Gì kỳ, à xỉn nguội đó. Ông bị xỉn nguội. Buôn bán quán có ba người mà một người kiểu này làm sao mà quán khá khẩm lên nổi. Thôi đi về quê em mở cho cái quán khác. Thôi mà trời ơi, quán giá mà cứ chụp tay chụp chân hoài. Chứ ở đây chừng nào mới thành công được mà. Ngồi đi nè. Ngồi đi. Đem lại đẳng độc luôn cưng. Uống gì? Trà đá cho khách ly trà đá. Nói cái miệng không à? Envenso là gì chị? Ai biết tiếng Anh giải thích cơ? Cái gì cưng? Cái này là cọp phí. Espresso. Uống cái gì cái này là... cho ly cà phê sữa đá. Cà phê sữa đá. Ủa sao hay vậy? Tôi làm tôi uống sao hay vậy? Mềm vậy. Trời đất ơi, ăn nấu gì với khách? Đây, thôi đeo luôn đi. Nè lấy cái ống hút đi. Lấy cái ống hút bỏ vô tôi chưa uống miếng nào hết nè. Đúng rồi, được á. Nãy giờ có uống đâu. Quán là không có kinh phí. Đấy. Chú em mà chắc người ở đâu tới hả? Dạ cũng gần mới lên. À, đi kiếm ai trong khu này hả cưng? Dạ kiếm bạn. Bạn khu này tôi rành lắm, kiếm bạn tên gì có gì tôi chỉ đường cho. Dạ bạn tên Thấm. Thấm? Dạ. Ủa bạn Thấm hả? Thấm dạ đúng rồi. Thấm là cháu tôi. Dạ đúng rồi, con đi tìm Thấm á. Cháu tôi nè, trời ơi tôi chú nó mà. Ủa bạn sao vậy nó? Ủa mà bạn sao? Mà có đúng là họ hàng không vậy? Trời đất ơi, cháu. Gia đình không thôi, có gia đình. Đừng có giỡn với con Thấm, nhìn đẹp lắm. Thương với cha con nó lắm. Trời ơi, ở chung với nhau, thương yêu nhau dữ lắm. Là Thấm là ở trong cái địa chỉ này, ở đây luôn hả? Đây, quán cà phê này là nhà của con Thấm đây. Cha nó mang ơn tôi đó. Bây giờ gặp Thấm có chuyện gì? Nó đi học rồi. Dạ thôi để con uống cà phê, đợi Thấm có chuyện quan trọng con nói chuyện Thấm được rồi. Nó học tới 3-4 tiếng nữa mới về là nó đợi. Chuyện gì quan trọng nói đi, có gì tôi về tôi nói lại cho. Nhưng mà chuyện này chỉ có nói với người thân được thôi à. Ủa gì tôi người lạ hả? Tôi đã nói đi nói lại không rồi. Nhưng ý con là kiểu mấy người mình phải tin tưởng mới nói được, tại cái này con thân Thánh Thấm là con mới nói được thôi. Ủa cái mặt này không có tin tưởng hả trời? Không phải, thật sự là đây là người nhà thiệt, bây giờ có chuyện gì là cứ nói đại thôi. Mẹ em nghe nói hả, nó kêu là giờ nó chỉ nói với lại cái người mà tin tưởng thôi, là cái mặt anh em mình gian quá đó. Đúng rồi, ý là nhìn mặt Rồi, hiểu rồi, hai người này mặt gian, tôi nói chỉ cô đi, cô mặt tin tưởng hơn. Không có, nốt ruồi cô nhìn gian hơn á. Bây giờ cho con ngồi đợi xíu đi. Vừa cho ngồi đợi đi. Con đợi xíu thôi. Này là con, nè, quan trọng gì, này là con trai tới cuồng Thấm đó. Hiểu không, tới gù con gái người không ta thôi. Không có đâu, nhìn cái mặt nó mét mét kìa. Hả? Cái kiểu này là nói với con Thấm có vấn đề. Vấn đề gì? Tôi không biết, với cái thái độ của con Thấm hợp dài. Con Thấm á, cha nó đâu có dạy được nó. Thấy suốt ngày là lên mạng này kia nọ, bảo đảm luôn là quan hệ ngoài luồng, rồi bầu bì hay gì đó. Ê, bầu bì thì con Thấm nó phải đi tìm thằng này chứ. Chứ mắc gì thằng này đi tìm nó. Con Thấm bây giờ nó chưa có biết hung tin. Nhiều khi đi khám rồi kết quả bác sĩ trả cho mày, không trả cho con Thấm rồi sao ha. Ủa con Thấm đi khám thì phải trả cho con Thấm chứ. Tại vì lúc mà vừa tính lấy cái phiếu mà để mà thông báo thì con Thấm nó mắc toilet nó đi, thằng này đứng ngay đó thì bác sĩ đưa cho thằng này. Ừ. Biết sao không, cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi tin ông Lan, tại vì không có mắc cái gì mà cái chuyện nít mà có chuyện gì bí mật. Đúng rồi, không nói với người thân được. Chuyện học hành thì có chuyện đó thôi, còn không là chuyện học hành là con Thấm nó bị đuổi học. Nó bị đuổi học thì này... trường phải gửi giấy báo về chứ. Gửi về sao được, nó đã cố tình nó giấu làm sao mà gửi. Nè mấy cô mấy chú, nó nói gì nói con biết mấy cô chú nói gì mà nói có nói xấu tụi con với Thấm không vậy?
Bây giờ tôi hỏi nè, có tật giật mình thấy không? Không không không, có tật giật mình đó. Tự nhiên ta vô nhà uống cà phê rồi đừng... Cho tôi hỏi một câu, mấy tháng rồi? Nói đi. Không có qua mắt tụi tôi được đâu. Tụi tôi đẻ mấy người được. Đúng. 2 tháng rồi đó. Thấy chưa, ta nói mà y chang nè. Ủa sao anh hay gì ta, em không nghĩ tới cái trường hợp đó luôn. Tôi thấy cái dáng thôi, đi ngồi xuống đó, thấm rồi đó, ngồi xuống, rồi. Ngồi xuống. Đây, thôi ngồi đi, đợi người lớn đi. Không nhưng mà con lo lắm. Lo sao không lo trời, cái tuổi này mà kiểu đó là làm sao mà không lo được. Trời ơi. Trước đó, sao vậy? Trước đó là, trước 2 tháng trước là mọi thứ vẫn bình thường. Con không có biết, con mới biết thông tin đây thôi à. Bác sĩ mới báo luôn. Rồi bây giờ giải quyết sao? Nhưng mà đừng có nói cho Thắm nghe liền. Tại sao không nói được? Con đang suy nghĩ là đang đi tìm Thắm, con nói riêng với Thắm trước. Nhưng mà cái chuyện này nó sẽ làm ảnh hưởng cái chuyện học hành của con Thắm. Thì đó nên là bây giờ con nghĩ là con nên nói trực tiếp với Thắm. Nói đi, nói cho người lớn nghe. Nói đi. Cái thân là đàn ông, làm gì làm là phải có trách nhiệm. Làm cha của đứa bé rồi. Hai tháng nữa là biết trai gái như thế nào rồi. Làm cha gì? Đừng có nói nữa chuyện. Cha gì? Chuyện gì nữa? Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, mình người lớn mình phải đi lo cho tụi nó chứ la có được gì đâu. Con Thắm có bầu với cậu 2 tháng rồi đúng không? Không, cái trời gì vậy? Cậu mới có 2 tháng. Không phải mọi người hiểu lầm rồi. Hiểu cái gì? Chứ 2 tháng gì? Thôi đây nha, tôi bắt cậu lên phường nha, nó chưa đủ tuổi nha. Ba của Thắm bị ung thư 2 tháng rồi. Con cũng mới biết vậy nè. Ung thư phổi đó. Là sao? Ủa cậu là ai mà sao cậu biết? Con là bạn thân của Thắm. Rồi con biết là thông tin cũng mới ra nhà. Rồi con nghĩ là con phải đi báo cho Thắm liền. Cậu biết bà Thắm? Hỡi, con là cháu ruột trong nhà mà. Ủa cháu? À cháu mình không biết là đúng rồi. Thôi bây giờ nè, thôi mọi người để con đi chạy đi tìm Thắm đi, con thấy đợi lâu quá, chắc con lên trên trường đi. Rồi con kiếm Thắm luôn nha, con đi trước ra. Để hỏi mấy câu nữa. Ủa, này, đó là điện thoại mà mày chạy đi chi cái thằng kia. Ủa cái gì vậy trời? Thôi gọi Thắm đi. Khoan, nhưng mà bây giờ nó lấn cấn ở chỗ là tại sao mình ở chung nhà với ổng mình không biết, mà cái thằng này ở đâu tự nhiên nó biết là sao? Nó cháu của ổng. Vậy là ổng giấu hết, ổng giấu luôn con Thắm, ổng giấu luôn mình. Ổng sợ mình lo. Hổm giờ ổng ho như văng cục phổi ra thì hồi nãy ổng đi không vững không thấy à? Đúng rồi. Bác sĩ nói còn có 2 tháng nữa ổng đi rồi kìa. Thảo nào từ bữa tới giờ ngày nào ổng cũng hát bài Cát Bụi hết trơn. Giống như là một cái gì đó ổng biết trước á. Hạt bụi nào xóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Sắp rồi. Anh Út ơi, Dìu anh ra, dìu anh ra đi. Lạnh hả anh? Lạnh. Trời ơi, ở trên đó nó áp mái, nóng gần chết luôn mà ổng còn. Trời ơi, cái áo này làm sao mà đủ ấm. Nè, đắp cái mền vô. Cho ấm 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 để là lạnh phổi. Cái mền này anh xài luôn nha. Cái gì vậy? Đợi lúc đó. Có gì để đắp luôn. Gì vậy? Đi mua hộp dịch sẵn đi. Hả? Chưa. Chưa đâu, từ mà 2 tháng lận. Mua cái hộp dịch bây giờ nó nở sao? Đây. Không, quấn cái khăn vô, quấn cái mền vô cho ấm. Uống trà nóng đi, trà nóng cho nó ấm phổi nha. Mày làm gì vậy? Cái phổi mình còn nặng không? Thấy cái phổi mình còn nặng không? Có khọt khè, khó thở gì không? Không. Không sao. Có gì thì nói để tụi tôi phụ phải không? Gì vậy? Đeo đi. Gì vậy? Đeo đi. Trời ơi, mồi này mất tiền lắm nha mày. Đeo đi. Anh em mình có kiếp này, không có kiếp sau. Đeo đi. Gì vậy? Tôi nói không được. Thôi ai lấy điện thoại đeo đâu mày. Alo, Thắm à con. Thắm. Ba con bệnh nặng lắm. Hả? Đang học à? Đợi chút, nhân tình. Giữ đi. Tự nhiên em bị tặng tới đồng hồ luôn vậy đây. Tôi tặng cho anh đó. Không sớm thì muộn. Rồi tới lúc đó, đẩy vô. Rồi tôi lấy lại tôi đeo. Yên tâm. Trời, nói gì vậy? Thôi lỡ cho rồi thì cho luôn, em mua cái mới. Chứ đeo rồi mới mốt ông về ông đầu thì sao? Dạ thôi, vậy đó.
Thôi tập trung lo cho quán xá đi. Anh đừng lo chuyện quán. Đúng quán rồi. Có thằng em anh lo. Bây giờ cái chính ở đây là anh phải lo, anh giữ cái sức khỏe của anh. Cái quán này là tụi tôi lo được hết, anh cứ yên lòng, hiểu không? Anh cứ yên tâm thanh thản đi. Vừa lo quán, vừa lo cho con Thắm, nó không yên tâm được. Không, con Thắm tụi tôi lo luôn. Sau này nó có chuyện chồng con nó tôi lo luôn. Bây giờ anh nè, không còn nhiều thời gian. Muốn ăn cái gì thì ăn. Gì vậy? Chơi bời thoải mái. Không còn một cái rào cản nào có thể cản được anh nữa. Tụi bay bị điên à? Từ nay về sau tôi hứa với anh, tôi sẽ coi Thắm như con ruột của mình. Tôi lo cho nó hết. Đúng rồi, muốn hát hò gì cũng được. Gì? Em xin lỗi Đúc với Lan. Nói chứ bữa giờ quán mình lỗ hoài, một phần là do em á. Ủa tại sao vậy? Không, nhiều yếu tố lắm chứ không phải do anh đâu. Không, cái này em làm em biết mà. Mày không có tin phong thủy, tại vì trong nhà có người sắp đi là nó xui. À, nó nặng cái phần áo. Thấy em, mỗi lần em đi mua đồ em hay ngắt bớt chút quá. Trời đất ơi, quán đã ế rồi, bây giờ đi mua đồ cho quán còn ngắt nữa. Thôi, bây giờ... Giờ phút này còn nói vậy cho ông nặng phổi hả? Không phải, bây giờ em chưa có xài tới, em còn nguyên cái... Thôi, em thấy vậy, em... Đưa đây. Mắc thôi, để em đỡ cho ảnh đi. Đưa đây cho anh, đưa đây. Đây là lúc anh em mình phải xài tiền. Đi, ba anh em mình đi. Đi đâu? Tôi biết cái quán karaoke cái này. Đi. Đi đâu? Chắc ông đi chơi. Còn bao nhiêu ngày nữa? Đúng rồi. Đưa tiền, ông tự đi. Ông thích quán ông đi chứ mắc gì đi theo chi vậy? Đi hát karaoke. Ông thích hát mà. Hát karaoke. Karaoke gì? Đi vô đó. Tôi kiếm những người tôi may mối cho. Hai tháng cũng nhiều lắm. Đi. Thôi. Này bị điên rồi. Ủa làm vậy? Gì chân á trời à? Ông vui thì ông kéo dài được, nhiều khi được mà không thấy. Mày nói đi nó không gì vậy? Không. Cái này anh tôi anh, biết là anh sợ tôi lo cho nên anh giấu nhưng anh mà anh đừng có giấu nữa. Ba. Con. Đi đâu mà sáng giờ vậy Thắm? Con biết tin rồi hả Thắm? Tôi gọi rồi. Chú làm nhắc cho con rồi. Chú làm nhắn tin cho con rồi ba làm sao giờ? Gì hả? Sao cô chú biết vậy? Bạn con nó nói cho cô chú biết. Ba bỏ con hả? Đừng mà con mới chịu đó. Từ hồi... Cái gì vậy? Coi phim riết mà bị điên hả? Không có. Mà là con đi, con có bao nhiêu thời gian nữa đâu mà la đi. Ba muốn la cái gì thì la nè. Đi mua chuối đi. Mày làm cái gì vậy? Con gái, mày con làm... biết cái gì vậy? Trời là trời. Con biết rồi. Bởi vì con ngủ nghịch quá nên ba giận, ba lo lắng. Ba suốt ngày, ba phải suy nghĩ nhiều, ba phải thức khuya đúng không? Nên thành ra bây giờ ba mới bệnh. Ba bệnh rồi ba sắp chết rồi. Cái vậy? Anh Út à, tháng trước anh có mượn tôi 10 triệu. Mà tôi hỏi anh mượn làm gì anh không nói. Bây giờ thì tôi biết là chắc để lo thuốc thang. Anh có viết cái giấy nợ nè. Tôi bỏ hết. Không có nợ nần gì nữa hết. Tôi xí xóa hết luôn. Anh Út, anh không còn nợ ở Trần gian này bất cứ thứ gì hết. Tôi thách anh không còn nợ gì hết. À, chú đừng có nói vậy, ba còn chưa có gì anh. Chưa có gì mà mọi người thôi mà mọi người. Mà chưa có gì hết trơn. Phải, mình phải làm tâm lý. Giữ gìn sức khỏe của ba. Con chịu không nổi, con chịu không nổi đâu. Nè nè con. Nè, đứng qua bên kia. Tụi bay bị điên rồi, bay làm gì vậy? Làm người ta sắp chết tới nơi vậy? Đúng ta... rồi. Làm người ta bị ung thư vậy? Ung thư? Ung thư phổi, còn 2 tháng nữa là đi rồi. 2 tháng là hồi nãy thằng kia nói đó. Cháu ruột đó, đúng không? Ai nói? Thằng cháu ruột của anh, nó nói kìa. Ấp. Trời ơi, tôi tìm bạn nãy giờ. Nè thằng này nè. Đi. Hả? Đi đâu vậy? Đi đâu, đây. Ba của bạn dưới quê á, là bị ung thư thời kỳ cuối, 2 tháng nữa chết rồi đó. Cái gì? Ủa đây nè. Khoan, dưới quê nào ổng ngồi kìa. Đây nè. Ủa, chú Út. Ủa, chú Út. Ba nó đó, ba Thắm. Ai dưới quê? Chú Hai. Nói đi, ba tôi bị gì nữa? Ba của bạn ở dưới quê bị ung thư 2 tháng nữa chết kìa. Cái gì? Nói cái gì? Ba dưới quê là anh Hai tôi đó hả? Dạ chú Hai á.
Khoan, nó rối nùi vậy. Khoan đã. Ông này mà... là cái gì? Khoan đã, một ngày mà đón nhận tới hai hùng tinh như vậy. Là khoan đi con Thắm. Chú mới rối nè Thắm. Chú mới rối nè. Bây giờ cái gia đình này làm sao? Là bây giờ ông này là cái gì của con bé này? Ba con. Rồi ba con dưới quê là ai? Cũng là ba con. Hả? Ủa là sao anh Út? Anh Út nói tiếng đi. Ủa là sao chú hai? Đây. Tôi có bỏ anh hai. Gia đình của hai anh em tôi là Út, ổng là anh hai. Thì con Thắm là con của ảnh. Mà từ nhỏ tôi nuôi, tôi nắng, tôi thương nó. Tôi đem lên thành phố tôi cho nó ăn học. Và tôi nuôi tới giờ luôn. Tôi hiểu ý rồi. Rồi bây giờ anh có thể im lặng nhìn tôi được không? Cái người bị bệnh ung thư gần chết là ba nào? Là ba ruột, là chú hai với quê. Có nghĩa là ông này không bệnh. Đây là chú Út. Không bệnh đúng không? Bệnh thì không sao con biết được. Oh yeah, ông này sống là được rồi. Rồi, chú được rồi. Ok. Vậy là mình khỏe rồi. Khỏe rồi, ok. Không, khỏe lắm, anh lỡ xé cái giấy nợ rồi. Quên đó, tự nhiên mình lo lắng gì á. Ông lo lắng cho ba con vậy? Là ba ruột của cô, con Thắm. Là anh ruột của ông Út. Anh hai. Ba, giờ giải quyết sao ba? Đúng rồi em, đúng rồi. Trời ơi, Trời, không có gì, qua đi em. Luôn, qua nói với ba tôi đi cho rõ ràng. Kể cho tường tận nghe cho rõ ràng nha. Sao ba tôi ở nhà sao? Thật ra dạ. Một là ăn cây. Hai là nói sự thật. Mới sáng nay ta mới đối diện với anh hai. Dạ thì thật ra là chú hai ở nhà chú nhớ Thắm quá. Mà lâu rồi không thấy Thắm về thăm chú. Nên chú kêu con là giờ phải lên nói vậy để cho Thắm về thăm chú đó. Ông hai này ngộ ghê. Có chuyện gì không nói với tôi. Mình làm bằng cái trò này. Rồi đổi bên. Ủa vậy. Ủa, là gì? Ba tôi không bị hết hả? Không có bị nhưng mà bạn nói vậy. Sao tự nhiên ba đánh con? Một tháng ba cho tiền con ba lần về mua đồ sắm sửa cho ba ở dưới quê. Mà mấy tháng rồi con về là mấy cái tiền mà mấy tháng rồi á là con đi đâu? Con đi shopping. Nhưng mà mấy cái tiền đó là con đi mua đồ để con thi tốt nghiệp. Mất dạy. Thôi. Thứ này ai dạy vậy hả? Thôi. Ai dạy mà đi lấy tiền cha tiền mẹ thôi, của mình. Tại vì đó tôi không... dạy đó. Con á, cái nào ra cái đó, học là học, chơi là chơi. Lúc nào về cần thăm cha thì cần về. Bất khiêu. Con biết lỗi rồi nhưng mà cái thứ đâu... này là trời đánh à. Thôi. Mà đâu đánh nổi vậy, tự nhiên bịa ra câu chuyện gì thế ghê vậy. Quỷ này nữa. Trời ơi mày nói mày làm. Mày thiệt á. Con đâu có sự lựa chọn đâu, con đâu biết đâu. Với lại nãy gấp quá cũng lâu nhưng quá. Nhưng mà ai kêu con lên đây để mà nói cái thông tin như vậy? Thì chú hai, ba của Thắm á. Trời chú hai mày lớn mà chơi kì. Con nói dối đâu? Mày thương con Thắm. Rồi mày bịa ra câu chuyện này. Chứ không có anh hai nào mà kêu là nói ông bị bệnh sắp chết. Mày mê con Thắm lên mày dụ dỗ phải không? Đúng rồi. Không có, tại vì nè, chú hai nó thách con là tại vì con cũng nói là con thích Thắm á. Mà giờ chú hai kêu là giờ nó lâu rồi không về thăm tao. Mày ngon mày đưa về thăm mày, tao cho mày quen. Trời ơi. Trời ơi. Ông đẻ ra nó thôi. Còn người nuôi là tao, ông lấy quyền gì? Rồi vì cái chuyện mà ông thách mày, mày tính là vu khống cho ông bị ung thư hả? Trời ơi. Mày biết gì mày, tao mất 3 triệu không? Hả? 3 triệu nhập nhò gì, tao xé cái giấy nợ 10 triệu kìa. Đâu có sao đâu, miễn sao con có. Thôi nói chung là thôi, bây giờ cho con dắt Thắm về quê thăm. Ai cho? Dắt vậy không mà tao dắt. Cái mặt mày là nó dắt con gái người ta đi luôn á. Nó đeo ba lô đằng sau, mốt nó cho nhỏ đeo ba lô đằng trước á. Thôi đi, cái miệng cô cũng ăn mắm ăn muối á. Kệ đi, cho tụi nó nói chuyện với nhau đi. Vậy là hiểu lầm thôi, tôi không bình hoàng gì hết. Ba nó cũng không bình hoàng gì hết. Thôi, để ba đưa con về thăm anh hai. Thôi, con đi với lại luôn về được rồi. Con không cần ba đi đâu. Đi đi, cái thứ này là phải đi theo thằng này. Con nhỏ này sớm muộn gì là cũng bỏ nhà theo trai thôi. Đây, vô duyên gì? Anh đừng có nói nữa. Giỡn thôi chứ bạn bè con lâu ngày mới gặp. Thôi, đi về quê đi. Rồi tao dắt nhỏ về thăm anh hai sao. Đứng lại. Một đứa đi thôi. Còn vô phụ rửa chén, rửa ly. Nhanh lên. Vậy về trước đi. Về trước nha. Rồi thôi, làm đi đầu chú nha. Làm gì đi. Thôi, chịu khó viết lại bên tờ giấy nợ kia. Ông ơi, ông không có giỡn gì được ông ơi. Viết lại tờ giấy. Lại cái đồng hồ. Tự nhiên mất 3 triệu. Cái gì mà giỡn không kỳ cục. Có đi thì chú biết đâu hả? Viết lại tờ giấy nợ đi chứ bây giờ mà dán lại là chết luôn. Tôi làm cái chị thương tôi ghê ha. Đây là phần cuối của chương trình 7 nụ cười.
hình phạt nằm ở phía sau, chúng ta sẽ có đội chiến thắng. Ba người cùng làm với banh này. Thấy cái đó vô mặt hả? Không có. Chạy tới. Đó là hình phạt chương trình. Tôi sẽ giành quả này cho nên Dương Lan Ngọc. Đầu tiên là chú Ngân nè, ba người cùng nhau dùng sức nặng của cơ thể mình. Một người thôi, rồi vậy người đáng phạt Ngân nhất là Vinh. Rồi, bây giờ tại sao? Bây giờ em thù quá người khác mà. Nhưng mà thôi. Thôi ghê quá Vinh ơi. Mạnh nha. Cái đó có quay 60 frame không vậy? Rồi, bây giờ tôi xin được công bố người tiếp theo là Ninh Duy Lương Ngọc, bên mình xin hỏi ai? Để tôi. Cảm giác sao em? Cảm giác sao? Ôi, hình vàng này thật là chết. Chết hả? Ninh Duy Lương Ngọc, xin mời. Tôi giờ tôi bỏ bóng, tôi chạy vô tôi dùng chân tôi đạp được không? Được luôn. Nhắc nhã họ mới sợ. Nói rồi, tuổi già sức yếu. Thấy anh Vinh làm một phát là ăn ngay không? Không, nó phải dứt khoát không? Sau khi chúng tôi kinh nghiệm từ cái đợt của Lan Ngọc rồi, chúng tôi đã gia cố mỗi bên 18 cây đinh để cho Lan bây giờ thỏa sức vẫy vùng. Em nghĩ là phần này em phải nhờ đến sức lực của anh ơi, phần này nhờ em chị Ngọc luôn được không ạ? Cho nhớ tới già luôn. Đồng đội gì em đi? Đồng đội mà. Đồng đội gì? Hồi nãy tụi em bắt anh Vinh mà. Ok, vô. Ba chị em. Tôi buông tay ra, tới lúc nào tôi buông tôi sẽ buông. Ba người cũng đẩy. Mình lấy trớm từ ngoài cửa vô. Từ từ. Ba đứa dành nó dấp cái té ba đứa khỏi sân luôn. Mà chừng dấp té nha. Ba, hai, một, go. Trời ơi, sao anh chơi vậy hả? Sao nhiều dữ vậy? Mấy người ác rồi mới đặt, mấy người phải đặt. Ủa sao kỳ dạ? Hãy không, chạy tới... không có biết là nhiều đến mức độ vậy. Hãy chạy tới chia vui với đồng đội đi nào. Em không còn cái đội đó nữa. Chưa hiểu luôn. Sợ chú cũng không được may mắn lắm đâu. Ngày hôm nay Song Luân đến với chương trình cảm giác như thế nào? Cảm thấy rất là vui và cảm thấy là lần này em cảm giác vui em... đó trời là vui đó trời là vui. Ai cũng sạch hết, có mình em vừa vui quá. Thì đó. Nói chung là em cũng cố gắng rồi, nhưng mà ban đầu em nghĩ là cái đó là cái điềm thôi. Em có thể thay đổi cái sự thật phũ phàng đó. Nhưng mà em nghĩ là nếu có một cái số nữa thì cho phép em được qua bên chỗ anh Tiến Luật. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Bảy Nụ Cười Xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên HTV7. Hẹn tuần sau với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân.